Theo các nghiên cứu khoa học, chè xanh có công dụng rất tốt cho sức khỏe của con người vì trong lá chè xanh có chứa caffeine và theophylline kích thích não, tim và hô hấp, tăng cường sức làm việc của trí óc và của cơ, làm tăng hô hấp, tăng cường và điều hòa nhịp đập của tim. Chất caffeine có tác dụng làm giảm nguy cơ ung thư, giảm cholesterol, diệt khuẩn, diệt virus cúm, chống hôi miệng, v.v. Vitamin E giúp chống oxy hóa và hạn chế lão hóa. Vitamin C làm tăng sức đề kháng và chống bệnh cúm. Vitamin B trợ giúp cho quá trình trao đổi carbon hydrate. Khi nhiệt miệng hay nóng trong người, uống một ly chè xanh khiến cơ thể được giải nhiệt một cách hiệu quả với tính hàn lợi tiểu. Với dân gian thì chè xanh cũng là mẹo nhỏ trị rôm sảy rất hiệu quả. Chè xanh được đun nấu, lấy nước tắm cho em bé, được các bà các chị ngày xưa ứng dụng. Quý vị và các bạn thân mến, quả thật là lá chè xanh có rất nhiều những công dụng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vì vậy mà trong một kỹ năng cuộc sống ngày hôm nay, Minh Toàn xin chia sẻ đến tất cả quý vị những mẹo thú vị xung quanh lá chè xanh. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nhé. Ít ai biết ngoài việc giải nhiệt, giải độc qua hình thức uống thì lá chè xanh còn có tác dụng ngoài da rất tốt quý vị ạ. Khi mà bị bỏng thì chúng ta có thể lấy nước chè xanh chúng ta để nguội, ngâm vết bỏng hoặc dùng vải mỏng chúng ta nhúng vào nước chè xanh rồi đắp lên chỗ bị bỏng hoặc là vẩy nước chè xanh để nguội vào chỗ bỏng sẽ làm giảm đau đớn hơn rất nhiều. Mỗi ngày chúng ta có thể làm một lần sẽ giúp cho vùng da bị bỏng của chúng ta mau lên da non. Với những vùng da bị nẻ như là khuỷu tay hay là gót chân chẳng hạn thì chè xanh cũng có những công dụng rất tuyệt vời. Trước khi mà chúng ta đi ngủ, có thể lấy một nhúm chè xanh chúng ta đã nấu rồi và còn sát như thế này, làm nhuyễn đi và đắp vào chỗ vùng da bị nẻ. Sau đó chúng ta ngủ một giấc, sáng hôm sau chỉ cần gỡ bỏ ra. Khi mà đeo khuyên tai bị viêm, sau khi vệ sinh sạch sẽ thì chúng ta sẽ lấy cuốn lá như thế này, chẻ to vừa lỗ tai, xuyên qua sẽ giúp làm giảm viêm ngứa. Bên cạnh đó, khi chúng ta đau bụng hay là đau răng thì tác dụng diệt khuẩn, tiêu viêm và sinh cơ của lá chè xanh chính là một phương thuốc hữu hiệu giúp làm giảm chứng đau. Và cách sử dụng là chúng ta chỉ việc dùng nước chè xanh này để súc miệng, hoặc là khi chúng ta bị đau bụng thì chỉ cần uống nước chè xanh sẽ trị hết những chứng đau bụng và đau răng. Dù có rất nhiều lợi ích nhưng chúng ta phải dùng chè xanh đúng cách. Bạn hãy lưu ý tránh dùng chè xanh với những trường hợp sau. Không nên uống chè xanh quá nóng vì dễ gây tổn thương dạ dày. Không nên uống chè xanh vào lúc đói vì chè xanh sẽ gây cồn cào, nôn nao trong người, dẫn đến chóng mặt, hoa mắt mà chúng ta hay gọi là say chè. Trước khi đi ngủ, không nên uống chè xanh vì lượng caffeine trong chè sẽ gây kích thích thần kinh và từ đó gây khó ngủ. Khi uống thuốc thì tránh dùng chè xanh vì các chất trong chè làm cho thuốc giảm tác dụng và cơ thể khó hấp thu. Phụ nữ mang thai hạn chế uống nhiều chè xanh đậm đặc vì dễ gây thiếu máu, ảnh hưởng đến thai nhi. Quả là đối với sức khỏe thì không có gì cần bàn cãi về công dụng của lá chè. Nhưng còn về sắc đẹp thì không biết là lá chè xanh sẽ có những công dụng gì đây. Chúng ta có thể đun nước lá chè tươi và để nguội, sử dụng nước chè để rửa sạch gương mặt. Vì trong lá chè xanh có tính chất kháng khuẩn sẽ giúp làm trắng da và đồng thời ngăn ngừa mụn trứng cá rất là hiệu quả. Với những quầng thâm mắt, chúng ta có thể dùng những miếng bông gòn như thế này và cho một lượng nước chè xanh vừa đủ vào bên trong. Sau đó đắp lên trên quầng thâm của mắt để khoảng 15 phút thì những công dụng kháng khuẩn từ lá chè xanh sẽ giúp làm tiêu tan những quầng thâm ở dưới mắt. Ngoài ra thì nước chè xanh còn có tác dụng chống các tia tử ngoại. Vì thế khi đi ra ngoài nắng thì chúng ta có thể dùng bông tẩy trang thấm một lượng nước chè xanh vừa phải và thoa đều lên những vùng như là tay, chân hoặc là cổ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Chè xanh còn có thể dùng làm mặt nạ rất là tốt cho da mặt của chúng ta. Chỉ cần cho khoảng cỡ 2 muỗng mật ong, một ít nước chè xanh và đồng thời nặng một ít nước cốt chanh tươi. Hòa lẫn hỗn hợp này. Sau đó tất cả quý vị và các bạn chúng ta có thể cho vào trong tủ lạnh để hỗn hợp này được đặt lại một chút xíu và dùng dần. Công dụng của nó sẽ làm cho những da mặt của chúng ta thật là căng mịn và đồng thời chống lão hóa cho làn da. Hy vọng là với những công dụng từ lá chè xanh sẽ giúp cho tất cả quý vị có thêm được nhiều thông tin để ứng dụng từ thức uống dân dã này. Đến đây thì một kỹ năng cuộc sống xin được phép khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.